Sau hơn 30 năm hội nhập và đổi mới, cùng với những tiến bộ vượt bậc, doanh nghiệp Việt Nam đã và đang trải qua sự phát triển thần kỳ. Môi trường làm việc ngày càng trẻ trung hơn, năng động hơn, đầy tiềm năng và nội lực. Cùng tinh thần sáng tạo, tiên phong mạnh mẽ đã mở ra những hy vọng và cơ hội chưa từng có cho các dự án khởi nghiệp trẻ tại Việt Nam, đặc biệt là ở những thành phố lớn. Để thấy rằng điều hạnh phúc nhất của đời người là đủ can đảm để theo đuổi ước mơ, được nỗ lực vì điều mình đam mê, cống hiến cho những gì mình tin tưởng. Việc khởi đầu đối với các dự án khởi nghiệp ban đầu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Với nguồn kinh phí hạn chế, thiếu vốn đầu tư, họ thực sự rất khó khăn ngay từ lúc ban đầu. Đó là không gian làm việc tù túng, ồn ào, kém tiện nghi và chi phí thuê văn phòng thì đắt đỏ. Đó là sự non trẻ, kém kinh nghiệm và thiếu định hướng chuyên môn. Đó là một trong những động lực thúc đẩy Shinhan Future Lab ra đời. Chúng tôi biết nguồn lực trẻ năng động của Việt Nam táo bạo luôn hướng tới tương lai. Chúng tôi có thể cảm nhận được khả năng vô hạn của những người bạn trẻ theo đuổi ước mơ. Chúng tôi nhận trọng trách nâng bước những tiềm năng doanh nghiệp trẻ vì mục đích cộng đồng hoàn toàn phi lợi nhuận. Đúc kết từ những kinh nghiệm chúng tôi đã và đang hoạt động tốt nhất tại Hàn Quốc để chia sẻ những triết lý, kinh nghiệm quý báu để hỗ trợ hết mình cho các doanh nghiệp trẻ Việt Nam, những người có thể làm thay đổi cả tương lai và tự tin mang tinh thần đó vươn ra biển lớn. Shinhan Future Lab Việt Nam, chúng tôi sẽ bước đi cùng bạn, vượt qua mọi thách thức, khắc phục những khó khăn. Chúng tôi định hướng tương lai một cách riêng biệt. 안녕하십니까. 저는 한국국제봉사기구 회장 박을남입니다. 저희 한국국제봉사기구 KBO는 30여 년간 아프리카, 남미 등지에서 국제개발협력사업을 계속해오고 있습니다. 2013년도에는 베트남 신한은행과 함께 직업교육을 실시하고 있습니다. 이 수료생들이 교육을 마친 후 당당히 사회의 직업을 갖고 열심히 활동을 하고 있습니다. 이렇게 성공을 하면서 좀 더 발전된 모델을 계획하게 되었습니다. 그것이 바로 IT 분야의 스타트업 창업 지원 사업인 신한 퓨처스 랩입니다. 이 신한 퓨처스 랩 스타트업을 통하여 젊은 인재들이 창업을 하고 계속 성장해 가면서 그들이 사회의 중요한 기업을 운영하게 되기를 기대합니다. 그리고 그들이 또 필요한 이들에게 도움을 주는 그런 세상이 되기를 희망합니다. 축하드립니다. 감사합니다. 안녕하십니까. 신한은행 디지털 뱅킹 그룹장입니다. 저희 신한금융그룹은 신한 퓨처슬랩 프로그램을 통해 지난 2년간 많은 핀테크 스타트업 기업들을 지원해 왔습니다. 핀테크 스타트업들은 전문적인 금융 멘토링을 통해 비즈니스 모델을 보다 발전시킬 수 있었고, 신한금융그룹은 빠르게 발전하고 있는 핀테크 기술과 관련 지식을 배우면서 함께 혁신적인 금융 서비스를 출시할 수 있었습니다. 이처럼 모든 구성원들이 함께 고민하며 지원하고 성장함으로써 하나의 새로운 금융 생태계를 만들어가고 있습니다. 저희는 신한 퓨처슬랩 베트남 또한 글로벌 스타트업 육성 프로그램의 성공 사례가 될 것이라고 생각합니다. 잠재력 있는 스타트업 기업들이 폭발적으로 증가하고 있는 베트남에서 신한금융그룹, 전문 멘토그룹, 핀테크 기업 모든 구성원들이 함께 서로의 성장을 지원한다면 베트남에서도 또 하나의 스타트업 생태계가 형성될 것입니다. 저희 신한은 베트남 핀테크 스타트업 기업과 동반 성장할 수 있는 진정성 파트너가 되도록 노력할 것을 약속드리며, 금번 신한 퓨처슬랩 베트남이 베트남 경제와 금융 분야의 새로운 가치를 만들어내고 금융의 힘으로 베트남 경제에 기여할 수 있기를 기원합니다. 감사합니다. 안녕하십니까. 신한 베트남은행 법인장 신동민입니다. 신한 베트남은행은 1993년 베트남의 첫 발을 디딘 이후 신한은행의 성공 신화를 베트남에 안착시키기 위해서 많은 사회공헌 활동을 해왔습니다. 이번 기회에 신한 베트남은행은 신한 퓨처슬랩과 함께 그 스타트업의 아이디어와 전문 지식을 함께 공유할 수 있는 기회를 가지게 된 것을
매우 기쁘게 생각합니다. 저를 포함한 신한베트남은행의 우수한 책임자들이 금융멘토로 함께하여 신한 퓨처스베 함께하는 스타트업과 함께 새로운 핀테크의 영역을 만들어 나가도록 최대한 지원하겠습니다. 감사합니다. điển hình ở Việt Nam ấy thì startup sẽ có những khó khăn mà có lẽ ở những môi trường như là Silicon Valley khi mà mọi người hay nói đến startup thì không khó như là ở Việt Nam. Cho nên là ở đây có lẽ tôi sẽ chia sẻ một vài cái khó khăn hơi đặc thù của Việt Nam. Thứ nhất là về nguồn nhân lực là một trong những khó khăn mà có khi ban đầu với những ý tưởng sản phẩm hay, ý tưởng kinh doanh hay, mọi người ít hình dung ra cái khó khăn về nguồn nhân lực. Nhưng mà thực tế ở Việt Nam cái khó khăn nó khác biệt vì thị trường Việt Nam hay là cái xã hội Việt Nam chưa phát triển mạnh mẽ hay là hiện đại như là những cái xã hội như là Úc, Mỹ chẳng hạn, nơi mà startup đã rất thành công, có nhiều cái ví dụ thành công. Vì thế cái đội ngũ lao động mà trình độ cao họ rất hào hứng với startup. Nhưng ở Việt Nam thì cái điều đấy nó chưa xảy ra, nó chưa diễn ra. Làm fintech, cái yếu tố pháp lý là một trong những cái khó khăn rất lớn mà những người làm startup sẽ phải đối mặt. Ví dụ như câu chuyện xin giấy phép ngân hàng nhà nước chẳng hạn, để mà làm một cái dịch vụ tài chính ngân hàng nào đó là một việc phần lớn các bạn trẻ mà làm startup công nghệ sẽ chưa có cái va chạm đó, sẽ chưa có cái trải nghiệm đó. Và nó sẽ là những cái khó khăn mà có lẽ lần đầu tiên bạn gặp. Shinhan Future Lab ra đời với 4 sứ mệnh chính: chương trình cống hiến xã hội, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là phát triển ở lĩnh vực tài chính kỹ thuật ở Việt Nam hay còn gọi là Fintech. Chương trình Demo Day hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp có cơ hội thuyết minh mô hình dự án và thu hút đầu tư, mang đến thêm nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh với các thương hiệu uy tín tại Việt Nam và Hàn Quốc. Hỗ trợ không gian làm việc thông minh cho các startup Việt Nam cùng với những tiện ích tích hợp và những cố vấn viên nhiệt tình có chuyên môn cao trong ngành. Không gian Shinhan Future Lab được chia làm 4 khu vực chính: Mentoring Zones, không gian dành riêng cho các chuyên viên cố vấn tham gia tư vấn, trao đổi với các doanh nhân khởi nghiệp. Streamer Lab, không gian kết nối thông minh, thoải mái, gần gũi cho các cuộc gặp gỡ đối tác hoặc trao đổi và nghỉ ngơi. Future Lab, không gian làm việc cho các startup. Future Supporter Zone, khu vực hỗ trợ và tư vấn của ban đại diện quản lý trung tâm. Thiết kế bài trí không gian mở, làm việc sáng tạo, môi trường thuận lợi, tạo điều kiện cho các startup có thể kết nối với nhau. Bên cạnh đội ngũ cố vấn viên là các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là các chuyên gia tài chính toàn cầu từ tập đoàn tài chính Shinhan và Shinhan Future Lab tại Hàn Quốc. Shinhan Future Lab mở cửa chào đón tất cả những startup cần hỗ trợ chuyên môn. Chúng tôi luôn chào đón các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực để cùng nhau xây dựng tương lai cho ngành fintech tại Việt Nam. Những gì mà anh cho rằng là cần thiết đối với một cái doanh nghiệp startup fintech? Các doanh nghiệp startup muốn tham gia vào lĩnh vực fintech á, mà lĩnh vực mà hấp dẫn hơn á, thì cần phải bắt tay vào làm việc với các định chế tài chính có sẵn để có thể tham gia được vào cái môi trường tài chính toàn cầu. Với cái vai trò của anh là một cố vấn chuyên môn của fintech startup, thì anh thấy cái mô hình của Shinhan Future Lab như thế nào? Với vai trò mà quản lý cộng đồng khởi nghiệp Launch trong nhiều năm qua thì anh thấy rằng đối với, đặc biệt đối với doanh nghiệp mà khởi nghiệp fintech thì việc được mà tư vấn các chuyên nghiệp về hệ thống tài chính và có môi trường khởi nghiệp là cực kỳ quan trọng. Cho nên anh thấy rằng cái mô hình Shinhan Future Lab rất là có ý nghĩa. Đồng thời cũng là cái lý do mà anh vừa tham gia. Thì em cũng hy vọng rằng là với cái sự mà tư vấn chuyên môn nhiệt tình từ ekip mà trong và ngoài Shinhan, thì bên mô hình Shinhan Future Lab thì sẽ biến ước mơ của những startup fintech trở thành hiện thực, cũng như rằng chúng ta cùng mà hy vọng vào một ngày không xa,
Thì từ những doanh nghiệp mà startup fintech của Việt Nam mà ươm mầm từ mô hình Sinhan Future Lab thì có thể vươn ra thế giới và trở thành những doanh nghiệp lớn đại diện cho Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn có thể tự hào tin về điều đó. Cùng các bạn mơ giấc mơ lớn hơn, chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng trẻ của Việt Nam. Discover your potential. Your future starts here.